Dạ vâng, đồ gỗ Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay xưởng đồ gỗ Tuấn Anh vừa hoàn thiện xong bộ sản phẩm bàn ăn 8 ghế chất liệu là gỗ hương đá. Thì bộ sản phẩm này bên cơ sở làm cho một khách hàng ở Thanh Hóa. Đấy, anh đã về cơ sở và đặt hàng trực tiếp của bên cơ sở. Và khi xong phần mộc anh đã về ký duyệt. Hôm nay em hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm để em có giới thiệu đến tất cả mọi người cũng như là anh có xem một video này. Đấy, thì bộ sản phẩm này thì bao gồm là 8 chiếc ghế Louis hoa hồng và một chiếc bàn củ lạc. Đấy, thì em xin giới thiệu chiếc bàn trước nhé. Bàn này thì bên cơ sở làm với chiều rộng là 97, chiều dài là 1m97. Bàn này được bên cơ sở em làm là chọn gỗ chọn vân, làm là ván mặt một lá với khuôn tranh bên ngoài làm 4 phân, ván mặt bên trong thì bên cơ sở làm là 2 phân, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn mọi người nhé. Thì chiếc bàn này khi hoàn thiện lên thì sẽ có một chiếc kính ở trên. Hiện tại em chưa cắt kính xong nên em chưa đặt lên để quay cho mọi người được, nhưng mà sẽ có kính mọi người nhé. Đấy, và khuôn tranh của bàn thì bên cơ sở làm là 4 phân, ván bàn bên trong này bên cơ sở làm là 2 phân, rất là dày. Đấy, đặc biệt là bộ sản phẩm này được bên cơ sở làm yếm là tận 4 phân và chân của nó là chân 12. Đấy, một chiếc bàn như thế này được bên cơ sở đang bán lẻ hoàn thiện là 17 triệu đồng. 17 triệu đồng một chiếc bàn như thế này nhá mọi người nhá. Đấy. Tiếp theo là phần 8 chiếc ghế. Đấy. 8 chiếc ghế này thì là như nhau, 8 như 1. Thì em giới thiệu qua về một chiếc để mọi người có thể được nắm bắt được thông tin chi tiết rõ ràng. Về phần ghế thì mẫu sản phẩm này được đục là hai mặt. Đấy, như nhau. Mẫu là hai mặt như nhau. Đây. Đây là phần sau. Đấy, đây là phần chi tiết đã đục. Hai mặt là đục mặt là như nhau. Đây, mọi người có thể nhìn phần bên này và phần chiếc ghế bên kia, đó là hai mặt như nhau mọi người nhé. Đấy. Về độ dày thì trương bên cơ sở làm là trương liền khối với độ dày là 5 phân rưỡi. 5 phân rưỡi thì khi làm xong thì nó còn khoảng hơn 4 phân rưỡi. Đây là khi mình làm xong xuôi hết tất cả về đục đẽo và phần hoàn thiện trà lu. Đấy, khi làm xong thì còn khoảng 4 phân rưỡi. Đấy, là lúc xẻ bên cơ sở xẻ là 5 phân rưỡi. Còn phần tay, phần tay này thì bên cơ sở làm là tay liền với cột. Cột này thì liền với chân. Đây mọi người nhìn, cột thì liền với chân. Đây mọi người nhìn, liền với chân đằng sau. Liền với chân luôn mọi người nhá. Cột liền với chân. Đấy, mọi người nhìn, cột là liền với chân. Đấy, và chân của bên cơ sở thì là chân 8. Đây. Và về phần ván vách thì bên cơ sở cũng được đục là hai mặt và ván vách này thì bên cơ sở làm là 2 phân và bên ngoài có một lượt đường hạt xoàng chạy xung quanh này. Đấy, một đường hàng xoàng chạy xung quanh rất là đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo là phần mặt. Mặt thì bên cơ sở làm là mặt tràn với độ dày, độ rộng của mặt thì bên cơ sở làm là rộng này phù bì là 50, sâu là 48 và mặt này thì bên cơ sở làm với độ dày là 4 phân, mặt tràn nguyên tấm. Đấy. Mặt tràn nguyên tấm dày 4 phân mọi người nhá. Và chân là chân 8 này. Chân mục đỗ mẫu đục là Louis. Đây, và yếm thì bên cơ sở làm là 3 phân. Đấy, một chiếc ghế này thì bên cơ sở đang bán là 3 triệu 800 nghìn đồng một cái. Mặt tràn là 4 phân như này nhá, mọi người nhá. Đấy, cực kỳ đẹp. 8 chiếc ghế là 8 chiếc ghế như nhau luôn mọi người nhá. Đấy. Đây, vần rất là đẹp luôn. Đây. 8 chiếc ghế là như nhau. Em đã giới thiệu rồi, hàng đục hai mặt dày 5 phân rưỡi, ván vách là 2 phân, mặt tràn là dày 4 phân, mặt liền tấm và mặt rộng 50, sâu 48. Hàng đỉnh cao gỗ hương đá mọi người nhá. Đấy. Và bộ sản phẩm này thì là 8 chiếc ghế là 3 triệu 8 và một chiếc bàn là 17 triệu. Đấy, mọi người có thể cộng vào 3 triệu 8 nhân 8, 3 nhân 8 24. Đúng không ạ? 3 nhân 8 24, 8 nhân 8 64, 24. Cộng với cả 64 là 30 triệu 400, cộng với 17 triệu. Đấy, nó dâng khoảng 47, 48 triệu bộ sản phẩm này. Đấy, bao gồm là phí vận chuyển trong bán kính là 100 km và tặng cho mọi người một chiếc kính cường lực ở trên chiếc bàn. Đấy, thì quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm bàn ăn giá hợp lý hơn cũng có, những cái mẫu sản phẩm mà mẫu rẻ hơn cũng có. Đấy, mọi người có nhu cầu muốn tham khảo hay là muốn tư vấn được những cái bộ sản phẩm giá cả hợp lý hơn thì mọi người có thể liên trực tiếp với cơ sở qua số điện thoại là 0963 245 123. Địa chỉ cơ sở thì ở làng nghề mộc thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đấy, mọi người có thể qua xưởng xem hàng thực tế, mắt thấy và tay sờ.
Đấy. Và em xin chào và hẹn gặp lại.